Ok không? Rồi, bây giờ thử lại nha. 1, 2, 3, thử nha. Go. Dạ, em thấy là ổn rồi. Nhưng mà quý vị ơi, những người nghệ sĩ trình diễn ở trên sân khấu mà rất cần những tràng pháo tay ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mình tập lại một lần nữa và mọi người ở dưới cùng vỗ tay theo đúng nhịp điệu cùng với lại